Có những người đã và đang đảm nhận những vị trí quản lý trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế và xã hội trong và ngoài huyện, ngoài tỉnh. Tiếp theo chương trình, xin trân trọng kính mời đồng chí Trung úy Lò Văn Anh, hiện đang công tác tại Phòng Công an, Công tác Đảng và Chính trị Công an tỉnh Điện Biên, là cựu học sinh khóa 2 của nhà trường, lên phát biểu tri ân nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập trường. Kính thưa đồng chí Lê Văn Quý, tỉnh ủy viên, phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa các thầy cô giáo, thưa toàn thể các cựu học sinh và các em học sinh thân mến. Hôm nay em rất vui mừng khi có dịp trở lại mái trường Thanh Thơ thân yêu. Em càng vinh dự và tự hào hơn khi được đại diện cho các thế hệ học trò đã từng học tập và trưởng thành từ trường Trung học phổ thông Thanh Thơ phát biểu cảm tưởng nhân kỷ niệm 10 năm thành lập trường. Lời đầu tiên, em xin được gửi đến các quý vị đại biểu, các thầy giáo, cô giáo cùng toàn thể các bạn, cựu học sinh, các em học sinh thân mến, lời chúc mừng sức khỏe, chúc cho lễ kỷ niệm thành công, tốt đẹp. Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa các thầy cô, trở lại mái trường Trung học phổ thông Thanh Ngơ, nơi in dấu bao kỷ niệm học trò hồn nhiên và trong sáng, em lại bồi hồi xúc động nhớ lại nhiều kỷ niệm với mái trường, thầy cô và các bạn cùng trang lứa. Những bài học nhiều ý nghĩa, giờ sinh hoạt ngoại khóa bổ ích, cả những trách móc của các thầy cô với những lỗi lầm của chúng em. Những ngày tháng còn là một cậu học sinh hồn nhiên, nuôi trong mình nhiều dự định trong tương lai. Chính thầy cô là những người nâng bước dẫn dắt chúng em thực hiện ước mơ của mình.